À, chào các bạn, video mình làm hoàn thiện bộ cẩu cho anh khách. Thì bộ này chạy điện 12A4, này vẫn ok, 24 cũng ok. Bộ này anh khách chắc ráp lên xe tải. Ok, hoàn thiện nha. Ở đây có một dây cáp để mà giữ cho cái dây điện á, nó không bị căng để nó tuột bên trong. Dây cáp này thì cáp quang nhiều sợi nha, để đảm bảo cái vấn đề này. Bộ này thì mình chỉ có một bộ duy nhất các bạn. Để sắp tới mình sẽ tìm thêm, cũng có nhiều khách hỏi. Mặc dù giá nó sẽ cao hơn những loại thông thường nha. Tại vì thứ nhất, bộ này thì động cơ toàn bộ này rất là mới nha, hàng Nhật Bản, nguyên zin, có luôn cái thắng. Nhưng mà tạm thời cái thắng này á, khi mình cắp đồng thời với motor á, nó không nhả kịp nha các bạn, nó không nhả kịp, nó gây ra hiện tượng là động cơ không có chạy. Cho nên tạm thời thì cái đó phải qua một bộ rờ le điều chỉnh thời gian, tức là nó sẽ có độ trễ, động cơ nó sẽ trễ hơn khoảng 0,5 giây cho cái thắng nó cắp trước. Cái này mình khách nào cần thì mình làm nha. Thật sự là bộ này cũng không cần làm, tại vì tải nó cũng không cao lắm. Ok, động cơ rất là mới nha, đẹp, công suất cao, qua một hộp số rất là đẹp nữa. Một hộp số rất là đẹp nha. Bộ này nguyên zin ráp từ hãng, mình không có độ chế nha các bạn, không có độ chế qua, chưa mở ra luôn nha, chưa bung. Và tỷ lệ rất là lớn, tỷ lệ 1/50. Với tỷ lệ này thì các bạn cẩu tải rất là lớn nha, cẩu rất là lớn. Cái này thì có một chút reset ở đây, mình sẽ xịt R7 và mình đánh với nhám lại. Và đặc biệt thì nó có luôn cái bát rất là đẹp, bát dày 5 ly, bát bằng inox, bát không rỉ, rất đẹp ha. Bộ này nặng khoảng 11kg nha, 11-12kg vậy. Cốt ra lớn thi 20 và có gắn một cái ba bét theo nha, để chịu tải được tốt, nó không bị trượt. Khi mà treo thì cái cáp này nó sẽ chịu lực, cho nên nó giúp cho cái hệ thống dây điện đủ, dây điện này nó không bị căng đứt. Bộ này thì mình bao tải là 500 kg, còn mình công bố là khoảng 1 tấn cho dây đơn và 2 tấn cho dây đôi. Dây đơn, dây đôi thì các bạn nào hiểu thì hiểu nha, không hiểu thì hỏi thì mình sẽ hướng dẫn. Nhưng mà những anh nào mà xài cáp rồi thì sẽ hiểu dây đơn là gì, dây đôi là gì nha. Hộp điều khiển mới, chống nước, loại này loại xịn nha các bạn. Loại cho co động cơ 2,2kW nha, 500V tối đa. Cho nên là bộ này cũng dư tải cho cái này rất là nhiều. Rất đẹp nha. Nhiều khách hỏi ghê, và cuối cùng chỉ có một bộ. Hàng có về nữa thì mình báo nha. Ok, cảm ơn anh khách đã ủng hộ shop nha.